Năm nay thị trường cây cảnh thì so với mọi năm thì nó có biến động hơn một tí về giá cả. Nói chung là bọn em làm vườn này ra thì cả một cái quá trình một năm nó rất là dài, người ta chăm sóc cái cây ấy mà bây giờ mà chưa bán được thì đúng thật sự là nó cũng rất là vất vả. Vâng, gian truân lắm, bọn em gần như là phải mất cả năm rồi mới đồng. Nhà anh Thực đã đi vay hơn 300 triệu đồng để đầu tư thuê vườn trồng quất cảnh. Tất cả tiền bạc phơi hết ra ngoài cánh đồng và đã ẩn sâu vào trong từng gốc cây. Bây giờ suốt ngày ở ngoài vườn chăm bẵm và ngóng chờ từng ngày Tết đến để bán quất thu hồi vốn. Vâng, có bọn em thì hầu như ở đây ăn ngủ suốt ngoài đồng. Tức là gần như 24 trên 24 ở ngoài đồng. Tức là vì bây giờ mình vốn của mình bỏ ra đồng rất là nhiều. Nên bây giờ chỉ trông chờ có mỗi một năm, nếu mà cả một năm không thu được coi như cả một năm mình mất trắng. Vì là lo cây chưa bán được, mà kể cả bán được rồi nhưng vẫn lo, lo phải trông lo người ta đánh đấm ra lên xe xong. Đấy, thì người ta mới gửi tiền. Đầu tiên không dễ nuốt. Vâng, em vất vả lắm anh ạ. Theo anh Thực chia sẻ thì năm nay vườn nhà anh trồng hơn 1.000 cây quất cảnh. Giá bán năm nay rẻ hơn năm ngoái vì kinh tế khó khăn. Theo tính toán, nếu bán hết hơn 1.000 cây quất cảnh này với giá từ 150.000 đồng một cây trở lên thì nhà anh sẽ có lãi được khoảng 120 triệu đồng. Đó cũng là tiền công sức cả năm của người làm vườn, tính ra mỗi tháng được 10 triệu đồng. Mong mỏi nhất là người trồng cây là cuối năm cũng làm sao là bán được hết, thuận buồm xuôi gió. Vâng. Vâng. Có cần nói thì chẳng mất trộm được. Có chứ. Nếu trông mà em mà trông là trông trộm mà chính. Nhưng mà bán xong hết thì mình mới yên tâm được. Coi như là phải bán xong hết tất cả thì mới yên tâm. Theo anh Thực cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên đào quất được mùa và rất đẹp mã. Đến hôm nay đã có nhiều khách hàng đến tận vườn đặt mua. Thế nhưng cứ khi nào đánh quất lên xe và thanh toán thu được tiền về thì lúc đó mới yên tâm. Bây giờ suốt ngày ở ngoài vườn chăm bẵm và ngóng chờ từng ngày Tết đến để bán quất thu hồi vốn. Theo anh Thực cho biết thì việc trồng cây cảnh Tết này tất cả trông trời, trông đất, trông mây và trông vào giá cả thị trường. Chỉ đến tối 30 Tết về nhà tính toán thu chi thì lúc đó mới biết được lỗ hay lãi. Đến giờ này thì các nhà vườn đang dồn hết tâm sức vào chăm sóc các vườn trồng hoa cây cảnh để chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ nhân dân mua sắm Tết. Đến bây giờ là tất cả, dù là bưởi hay quất hay tất cả các dòng cây cảnh để phục vụ bà con chơi Tết thì chúng tôi đến giờ là gấp rút là vào khu hoàn thiện để đem một cái Tết về sớm hơn với tất cả bà con. Theo người dân cho biết, năm nay do thời tiết ấm nên nhiều vườn hoa đào đã nở rất đẹp. Bà con ai cũng hy vọng sẽ có bội thu. Cây này như năm ngoái là 1.8 triệu thì năm nay chúng tôi cũng chỉ tính đến 1.6 triệu thôi. Nhưng năm nay thì chúng tôi cũng hy vọng là Tết năm nay chúng tôi sẽ xuất được ra hết. Mà hiện tại giờ cũng có rất nhiều đơn đặt rồi thì chúng tôi cũng chỉ xuất ra là ở cái dao động nó ở cửa là 1.5 triệu, 1.6 triệu. Dân phấn khởi nhất là cái tháng này, là tức là cả năm ấy là chắc chiu để mà dồn tiền để chăm sóc cho cây cảnh. Đến bây giờ là mùa thu hái, mùa thu gặt, cho nên là nhà nào nhà đấy là rất là phấn khởi, là đến Tết này là túi đầy tiền. Cảnh quan của nó là nhìn trong cái mỹ quan của nó thì không thể chê được. Cứ mỗi độ xuân sang là cái đất Liên Nghĩa này nó rộn ràng, con người cũng trẻ trung ra mà cây cảnh nó cũng sáng sủa ra. Vui nhất là mùa xuân, vui nhất là khi là ngày Tết này là để mà bán mua bán cây cảnh ngày Tết này nó rộn ràng, nó vui vẻ lắm. Năm nay cây cảnh của xã Liên Nghĩa là về được thời tiết rất thuận lợi và cây cảnh rất là đẹp và mẫu mã được đổi mới nhiều hơn so với năm về trước. Làm những cây cảnh thì về tháng 12 Tết chúng tôi thể thu về 100 tỷ cho người dân. Thì rõ ràng là bây giờ phát triển nông thôn mới thì mình phải vươn lên thì thoát nổi đói nghèo, chứ lại quay lại đói nghèo thì có mà không thể được. Tất cả 1 hecta rau của chúng tôi bây giờ có thể đến 300-400 triệu, nhưng mà cái giá cả thì nó lên xuống thì không biết thế nào được. 300 triệu sau núi thế nào? So với lúa thì nó rất là thu lợi nhuận là rất cao so với lúa. Bà con vui không? Bà con thì gọi là chung là dòng rau cỏ có lúc thì phấn khởi nhưng có lúc thì cũng vỡ mặt, bởi vì nó vỡ mồm là giá cả nó lên xuống. Cảm xúc của tôi thì nói chung nhìn bây giờ thì thấy vui mắt lắm rồi. Cảm xúc của tôi cho nên tôi đã làm bài thơ Vụ Đông quê tôi, quê anh từ lâu rồi đấy. Năm ngoái. Quê tôi Vụ Đông như nào, đọc thế nào? Bài thơ là bài thơ gọi là Vụ Đông quê anh. Vụ đông là vụ chính nhiều tiền nhất trong năm. Đêm mùa đông gió rét, mùi thơm nừng của ngô, tiếng ngô rang bôm bốp trên bếp ga xanh rì. Quê anh đang giàu có, quê đường năm anh hùng.
Em ơi hãy hát nên điệu chèo quê Nam Tấn, dù anh ở phương xa, nơi hải đảo vắng nhà, cũng nghe lời em hát, anh cùng em gắng sức làm giàu cho quê hương. Cũng bình thường. Ai về quê tôi mới hiểu tâm ý lòng cô gái làng chèo. Vụ xuân năm nay chúng tôi hy vọng sẽ có một vụ mùa bội thu, chăn nuôi thì thuận hòa và sản xuất thì được năng suất. Thế như cũng cánh đồng đấy, cũng con người đấy, mà đến bây giờ sắp xếp tổ chức lại, cơ cấu lại, thì cho nên là đến giờ phút này thì không nói các bác cũng biết đấy, bà con chúng ta đã giàu lên từ cây bắp, từ cánh mảnh đất này, từ cánh đồng này đấy. Như năm ngoái như tôi 163 là 15 triệu đấy, năm ngoái đấy 163 15 triệu. Thế so với trồng lúa là phải gấp mấy lần đấy, từ làm giàu từ chính mảnh đất này đấy. Nhưng bây giờ anh em thấy đấy, đều 2-3 tầng, nhà lịch sự đó. Đấy, đời sống bây giờ thì không phải khó rồi. Do đâu mà khó? Do đấy, tất cả về nông nghiệp. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tiện thuận tiện mọi cái để năng suất của dân nó lên được, là đời sống mới lại nâng cao được. Năng suất cũng cao hơn không? Năng suất cao hơn chứ. Mà làm cao hơn nhiều chứ, những người chưa thì làm sao, đói nó phải thôi chứ bây giờ năng suất các thứ là tiện hết tất cả mọi mặt. Vì sao thế? À, vì có, nhờ có đảng đầu tư, nhà nước đầu tư cho rồi. Nông dân có bao giờ nghĩ là có con đường đẹp như này bây giờ chưa? À, bây giờ thì chúng tôi bây giờ là thấy phấn khởi là có đường đi nối lại đi. Thế là ngày phấn khởi. Không đâu. Chưa thì có, còn đói như làm gì có đường này. Nói thật là có đảng nhà nước thì chúng tôi mới có được con đường to này đi này. Thuận tiện mọi việc này, ra đồng thì dân ra đồng, nó bây giờ là đi xe đạp này, xe máy này, công nông ra tận ruộng này, máy phụt ra tận ruộng này, đó là cơ giới này, này dân rất là phấn khởi ra để làm ruộng, cái là cho để nâng năng suất lên các thứ, là đầu tư vào là tiện thuận tiện mọi cái để năng suất của dân nó lên được, cho nên đời sống mới lại nâng cao được. Đã bao giờ bà con thấy nông thôn đổi mới như này chưa? Có giờ mưa được con đường như này chưa? Chưa đấy, bây giờ chúng tôi bao nhiêu năm nay nhưng bây giờ thấy đường ra đồng, bây giờ chúng tôi cũng đổ đá thế này để đi thuận tiện, để có cái đường to đi này, đi chợ đi búa thì đi các liên thôn liên huyện là nó tiện. Chứ là nhờ có đảng và chính phủ. Đi sản xuất có dễ không? Dễ chứ, quá dễ chứ nị. Xe chiếc đi ra đường là chở lúa thì toàn công nông chở. Từ ngày coi như là đổi mới giờ thì nói chung là bà con là rất phấn khởi, làm ăn năng suất cao. Cứ khoảng 5 lần. Cũng là cánh đồng đấy. Cũng đấy. Cánh đồng đấy, con người đấy thôi. Quê chúng tôi là truyền thống, coi như là vụ đông thì mạnh mẽ lắm. Mà gần tháng sau nữa là vui như Tết rồi, xe đỗ rồi, cân luôn tại Bắc đây. Đấy, đồng chí chủ tịch biết. Thay ra đổi thịt thì anh em nhìn thấy, độc 2 tầng với 3 tầng. Về nông thôn, xe con rất nhiều, ô tô. Một làng này phải hàng mấy chục cái xe con với ô tô. Đấy. Đâu mà có được như thế? Vì tất cả cũng là vì đất mà lên thôi. Đấy. Từ làm giàu từ chính mảnh đất này đấy. Đấy. Cho nên tôi đã làm cái bài thơ là làng tôi thành phố là vì thế. Như nào? Làng tôi tức là trở thành phố đấy. Đấy. Nhưng mà đọc thì tôi quên rồi. Tôi làm lâu rồi. Có nghĩa là trước là máy tranh ra, rồi che pheo, rồi ao chuông là nó tùm. Thế nhưng bây giờ đó, anh em thấy hai bên là đều 3 tầng với 2 tầng, trông rất lịch sự, đúng không? Mà rõ ràng chốc anh em cứ quay ở đấy mà xem. Nhưng mà xe con rồi xe tải rất nhiều. Bây giờ về các vùng nông thôn có nhận ra so với trước kia không? Nếu như mà đi khoảng 20-30 năm mà mới về đấy, như cháu tôi ở Mỹ về đấy, không nhận được ra đấy. Mỹ về, nó 20 mấy năm nó mới về, mà không nhận được ra, không nhận được quê quán nhà ông chú ở chỗ nào đấy. Đấy, mức độ thế, nó đổi mới mức độ. Cho nên tôi nói xã tôi ấy, là cái xã trước đây ấy, cũng là điển hình của tỉnh, mà đến bây giờ cũng thế. Nói chung là dân phấn khởi. Đây, làm giàu ở Vũ Đông này, làm nhà, làm cửa, xe cộ là đều ở Vũ Đông hết. Cho nên anh em thấy cánh đồng có cái gì đâu. Độc thấy bắt mới
lơ mới thì... một sào rau nó có thể đánh bay mấy sào núi chứ. Ôi giời, cái đấy là cái chắc chắn rồi. Như nào thì ông? Hả? Nếu mà nói với cảm xúc của ông thế nào? Cảm xúc của tôi thì nói chung nhìn bây giờ thì thấy vui mắt lắm rồi. Cảm xúc của tôi, cho nên tôi đã làm bài thơ Vụ Đông quê tôi, quê anh từ lâu rồi đó. Năm ngoái. Quê tôi Vụ Đông như nào, đọc thế nào? À, bài thơ ấy là bài thơ gọi là Vụ Đông quê anh. Vụ Đông là vụ chính nhiều tiền nhất trong năm. Đêm mùa đông gió rét, mùi thơm nừng của ngô, tiếng ngô rang bôm bốp trên bếp ga xanh rì. Quê anh đang giàu có, quê đường năm anh hùng. Em ơi hãy hát nên điệu chèo quê năm Tấn. Dù anh ở phương xa, nơi hải đảo vắng nhà, cũng nghe lời em hát. Anh cùng em gắng sức làm giàu cho quê hương. Cũng bình thường. Bây giờ hỏi câu cuối cùng thôi. À. Nếu phải nhắn gửi quê em khắp nơi về đồng đất thay đổi của mình thì ông nhắn gửi điều gì? À, tôi thì bây giờ thì tôi muốn nhắn nhủ anh em là ví dụ các cái địa phương mà bây giờ cơ chế là thoáng rồi, thông thoáng rồi thì bây giờ mình phải tìm cách, nếu như cấy mà không có năng suất, trị giá đồng tiền nó không cao thì mình phải xoay chuyển ra, như quê chúng tôi trồng rau đây thì nó gấp 5 lần lúa, hoặc là ví dụ như người ta trồng đào hay trồng hoa có thể gấp 7 hoặc 10 lần lúa. Đấy, cho nên là tôi cũng muốn là nhắn nhủ là ví dụ các địa phương đừng nên bỏ đất hoang phí mà nên tận dụng. Đấy, gọi là tấc đất tấc vàng, bỏ phí quá. Ai về quê tôi mới hiểu tâm mi lòng cô gái làng đi trèo. Vụ xuân năm nay chúng tôi hy vọng sẽ có một vụ mùa bội thu, chăn nuôi thì thuận hòa và sản xuất thì được năng suất.